8 loại quả tốt lành, thần tài thích mê, cứ thắp hương là tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Nhắc đến thần tài, thổ địa, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến hình ảnh của hai vị thần vui vẻ, béo tròn, nụ cười tinh nghịch và có tính tình chút trẻ con. Nhiều người còn cho rằng chính bởi hình tượng như thế mà khi cúng thần tài và thổ địa, người ta thường phân vân tự hỏi liệu hai ngài thích những món ăn như thế nào hay thích loại hoa quả gì để có thể lựa chọn những món phù hợp nhất để khiến hai ngài vui thích mà ban cho tiền tài, phước lộc. Thực ra, hai ông ăn cũng rất dân dã, tới nỗi khi nhắc tới, có thể mọi người sẽ cảm thấy quá dễ, mà sau mình lại không biết để cúng hàng ngày. Đặc biệt là hoa quả, có những loại quả rất dễ kiếm, giá thành lại rẻ mà hai ông đặc biệt rất thích. Nếu lựa chọn những loại quả này để thắp hương, chắc chắn sẽ giúp gia chủ được thần tài, thổ địa ban lộc vô cùng tấn tới. Vậy quý vị và các bạn có thắc mắc đó là những loại quả nào hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin được bật mí để có thể giúp quý vị và các bạn có những sự lựa chọn tốt nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ những thông tin hữu ích. Ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng được chọn là ngày thần tài. Tuy nhiên, ngày mùng 10 tháng Giêng được coi là ngày quan trọng nhất vì là tháng đầu tiên bắt đầu một năm mới. Gia chủ làm ăn kinh doanh thường chú trọng đến việc mua sắm và chuẩn bị cúng bái đầy đủ để thần tài gõ cửa. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc và của cải. Tục thần tài có xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kỷ 20. Xoay quanh những nét đẹp tín ngưỡng của ngày nay là những câu chuyện liên quan vô cùng thú vị. Theo quan niệm của nhiều người và theo sự truyền miệng từ thuở xa xưa, cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch là nhiều gia đình, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh đi sắm lễ vật để cùng lấy vía thần tài. Mục đích là để cầu xin làm ăn thuận lợi, phát đạt, thịnh vượng về tài lộc, thuận buồm xuôi gió trong cả năm. Việc chọn lễ cúng, hoa quả thắp hương ông thần tài vô cùng quan trọng. Khi chọn trái cây, phải chọn quả nguyên vẹn và tươi, không bị dập héo. Số lượng vừa phải, không nên chọn hoa quả giả để cúng thần tài và thổ địa. Thứ nhất, quả cam. Sắc cam sặc sỡ, tươi vui, tỏa ra năng lượng ấm áp là một màu sắc mang nhiều ý nghĩa. Sắc cam thụ hưởng sự mạnh mẽ của màu đỏ và sự hạnh phúc của màu vàng. Chính vì vậy mà người ta tin rằng cam có thể mang lại sự may mắn do hương vị dễ chịu và tinh khiết của nó. Loại quả tươi mát này được ứng dụng khá nhiều trong phong thủy truyền thống, dễ dàng xua đuổi xui xẻo và mang đến những may mắn, thịnh vượng và bình an cho gia đình. Thứ hai, quả táo. Trong tiếng Trung, táo có phát âm khá giống với từ hòa bình, tức là gắn liền với sự hòa hợp của gia đình cũng như sự dồi dào sức khỏe. Táo được chọn để thắp hương thần tài thường là táo đỏ, mang ý nghĩa phú quý dồi dào. Thứ ba, quả đào. Cây đào được xưng là thần tụ tiền mộc, có thể áp chế tà khí, có tác dụng trấn trạch trừ tà. Đây được coi là loại quả phong thủy phổ biến nhất và được nhiều người yêu chuộng, lựa chọn. Không chỉ nổi tiếng trong truyền thuyết muôn đời, đào còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự bất tử, sức khỏe, tuổi thọ và sự giàu có. Thế nên, nếu không biết cúng thần tài loại quả gì thì đào sẽ là lựa chọn rất phù hợp. Thứ tư, quả dứa. Người miền Bắc chúng ta hay gọi là trái dứa, còn miền Nam hay gọi là trái thơm hoặc khóm. Nếu muốn cả năm may mắn về cả sự nghiệp, tiền tài, hạnh phúc thì nên chọn trái dứa. Dứa là loại trái cây biểu tượng cho sự may mắn. Trong tiếng Hoa, chữ dứa được phát âm gần giống với âm của chữ may mắn, đến theo tính cách của bạn. Sau đó, dứa rất phổ biến khi được chọn và sử dụng làm trái cúng thần tài, với ý nghĩa mang lại sự giàu có, may mắn và thịnh vượng. Dứa thơm thể hiện sự thơm tho, đa phúc và đa lộc. Thứ năm, quả nho. Trong phong thủy, chùm nho đầy đặn, thường được dùng để cúng thần tài với mong muốn mang lại sự sinh trưởng, sinh sôi và nhiều tài lộc. Người ta còn coi chùm nho là biểu tượng của sự sung túc, đầy đủ, gia đình sum họp và đoàn tụ. Nho cũng đại diện cho sự thành công hiện tại hoặc trong tương lai không xa. Đôi khi, nho cũng được sử dụng như yếu tố phong thủy cho các vấn đề về sinh con, hóa hung thành cát, biến vận hạn rủi ro thành may mắn. Thứ 6. Quả bưởi. Trong tiếng Hán, từ bưởi phát âm gần giống như từ con trai. Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Ngày Tết, ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, các gia đình người Việt cũng thường đặt trái bưởi trên nải chuối xanh. Điều này tượng trưng cho phúc lộc với mong muốn an khang, thịnh vượng sẽ đến với gia đình. Thứ 7. Quả lựu. Nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn loại quả nào để thắp hương vào ngày lễ thì nên chọn quả lựu. Điểm đặc biệt của loại quả này đó chính là chứa nhiều hạt, các hạt mọng nước và ngon ngọt. Hơn nữa, quả lựu khi chín sẽ có màu sắc bắt mắt, tất cả tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển và thể hiện được sự sum suê về lộc con cái. Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài khi đặt quả lựu còn được coi là một vị thuốc kỳ diệu có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Những đứa trẻ được sinh ra đều rất mạnh khỏe và bụ bẫm. Thứ 8. Quả xoài. Người miền Nam thường phát âm xoài là sai. Việc đặt những quả xoài tròn trịa, thơm ngát trên bàn thờ mang ý nghĩa cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn, cuộc sống luôn đầy đủ và sung túc đến với gia chủ. Thứ 9. Quả chuối. Phong thủy cho rằng trái chuối mang ý nghĩa thu hút, vì vậy nó cũng hay được dùng để đặt trên bàn thờ cúng nhằm thu hút tiền tài, sự may mắn về mọi mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, loại trái cây này tránh mang đi tảo mộ hay trong tháng cô hồn bởi ám chỉ chào đón các vị khách không mời mà tới. Thứ 10. Quả Phật thủ. Loại quả này có hình dáng giống như bàn tay Đức Phật, đem đến hình ảnh Đức Phật luôn chở che cho con người thoát khỏi các số phận đau đớn và bi ai. Quả Phật thủ còn có ý nghĩa mang đến cho gia chủ sự bình an và thanh tịnh trong tâm hồn. 11. Quả Thanh Long. Trái thanh long có hình thù độc đáo như dòng mây hội tụ nên mang đến ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc và ấn tượng. Vì vậy, người ta thường lựa chọn loại trái này để thắp hương nhằm ngụ ý thể hiện sự phát tài và phát lộc. Hơn nữa, trái cây này cũng rất tốt cho sức khỏe của con người. 12. Trái đu đủ. Cũng chính bởi cái tên của mình mà trái đu đủ luôn là sự lựa chọn đầu tiên trong việc lựa chọn trái cây để thờ cúng tổ tiên, ông bà. Đu đủ chính là thể hiện của sự thịnh vượng và đầy đủ về mọi điều trong cuộc sống, đủ đầy về tiền bạc, về tài lộc và về sức khỏe. Quý vị thân mến, trái cây tươi có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với phong thủy thờ cúng. Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn những loại quả phù hợp để mang đến cho mình nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý không nên lựa chọn những loại quả không phù hợp sẽ khiến tài lộc bị giảm đi. Nhằm giúp bạn có thể tránh lựa chọn phải những loại quả không nên thắp hương, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cho bạn những lưu ý trước khi dâng quả cúng lên trên bàn thờ thần tài. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là những loại quả giả. Vào những ngày lễ Tết và những ngày quan trọng, gia chủ không chỉ chuẩn bị đầy đủ hương hoa mà còn phải có hoa quả tươi. Một điều mà bạn nên nhớ đó là không nên lựa chọn hoa quả giả vào trong những ngày này. Trong quan niệm tâm linh của người Việt Nam, hoa quả tươi sẽ mang đến ý nghĩa tốt lành, phù hợp để thắp hương vào những ngày trọng đại. Chính vì thế, hoa quả giả sẽ không thể hiện được hết tấm lòng thành kính của bạn đối với bề trên và không tốt cho các yếu tố phong thủy. Những loại quả mọc sát đất. Những loại quả không nên thắp hương là những loại quả mọc sát đất, cũng là những loại trái cây mà bạn không nên lựa chọn để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Có nhiều người quan niệm rằng loại trái cây này thường sẽ bị nhiễm ô uế từ phân bón, không nên dùng để thắp hương. Vì vậy, bạn nên hạn chế chọn những loại quả mọc sát đất có họ hàng với cà chua, me hay quả thanh trà. 3. Những loại trái cây có vị đắng, cay, chua. Bạn không nên lựa chọn những loại quả có các hương vị như đắng, cay, chát như khổ qua, ớt để thắp hương trên bàn thờ. Những loại quả này sẽ khiến người ta liên tưởng đến những thăng trầm, cay đắng trong cuộc sống. Nếu bạn không muốn mình gặp phải những điều kém may mắn trong cuộc sống thì bạn không nên lựa chọn những loại trái cây này. Những loại hoa quả có mùi quá thơm. Khu vực thờ cúng là khu vực linh thiêng nên luôn phải giữ không gian thoáng đãng và sạch sẽ, nên bạn không nên lựa chọn những loại trái cây có mùi hương quá nồng. Bạn nên ưu tiên chọn những loại quả có mùi thơm nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn nên hạn chế chọn quả sầu riêng vì mùi hương của chúng khá đậm và bền, mặc dù người quá cố khi còn sống có thích ăn hay không. Những loại hoa quả có hiện tượng chín nở. Một trong những điều mà bạn cần lưu ý khi chọn hoa quả để thắp hương là không nên chọn hoa quả quá chín. Thường thì những loại quả này sẽ rất nhanh chóng bị hỏng và dễ thu hút được côn trùng, gây ảnh hưởng đến không gian thờ. Lúc này, hoa quả sẽ khiến gian thờ ô uế và mất đi sự nghiêm trang vốn có. Hơn nữa, những loại quả này chỉ có thể trưng trong ngày mà không có thể để lâu được. Thế nên, khi lựa chọn trái cây để thắp hương, bạn nên lựa chọn những loại trái cây vừa chín tới để mang tính thẩm mỹ cũng như hạn chế tình trạng bị thối quả. Những loại hoa quả có vỏ bên ngoài quá sắc nhọn. Một điều mà bạn thường thấy đó chính là nhiều gia đình quan niệm rằng có thể lựa chọn những loại trái cây mà gia đình yêu thích để thắp nhang. Thực tế, đây là quan niệm không hề sai, song không thật sự phù hợp khi thắp nhang, cụ thể là quả mít, quả sầu riêng. Những loại quả này thường có gai sắc nhọn và không nên đặt trên gian thờ, nhất là trong ngày rằm. Người xưa quan niệm rằng những loại hoa quả có đặc điểm này sẽ khiến các thành viên trong gia đình bạn cảm thấy bất an, cũng như gây sự bất hòa, lục đục trong gia đạo. Sau đó, những loại quả này không nên thắp hương vào những ngày lễ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.